Chào các em, hôm nay giới thiệu các em cái bài toán đó là cho cái hàm số fx thỏa mặt m3x x 4fx cộng với fx bằng 2 căn fx, fx lớn không, với mọi x lớn không. Có f0 bằng 1, bây giờ tính tích phân y từ 0 đến linh 2 của fx đế Thế đối với bài toán này thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ biến đổi biến đổi cái này bằng việc ta chia hai về cho hai e mũ x sơ căn đẹp x thì đây còn lại là hai e mũ hai x sơ nhân với căn đẹp x sơ cộng cho e mũ hai x sơ cái này chia cho hai cánh ép vi do đó đây sẽ là ép phẩy trên hai cánh ép thì bằng một trên e mũi sơ này mũ do đó cái này chính là đầu hàm của cái này cái vị này đây chính là đầu hàm của E mũ 2 sơ nhấn cắn F toàn bộ đầu hàm. Cái này đầu hàm E mũ 2 sơ ra 2 E mũ 2 sơ cắn ép. Còn đây đầu hàm cắn ép sơ đầu hàm là F phẩy đến 2 cắn F Đấy. bằng 1 đến E mũ 2 sơ. Với E mũ 2 sơ cắn F thì sẽ bằng nguyên hàm của E mũ 2 sơ là trừ e mũ sơ trừ y sơ cộng với c đây. mà f không f không là bằng một thấy vào đây f không này e không là không f một này vậy từ đây ta sẽ suy ra đây là một sẽ bằng trừ một cộng với c vậy ở đây các em sẽ có c bằng trừ hai đây là f không là một này e 10 không là không này vậy là một đây là trừ một vậy sẽ bằng trừ hai vậy ta sẽ nhân hai về cho em mũi sơ thì từ đây ta sẽ suy ra căn ép bằng em mũ 2 sơ nhân cho trừ một trên em mũi sơ trừ hai vậy ép sẽ bằng bình phương lên ở đây có hay nào C đây bằng 2. Đây C bằng 2 các bạn nhé. Đấy. Vậy từ đây F sẽ bằng E mũ bụi nít sơ cái này sẽ bằng này đây là e trừ e mũ x cộng với hai e mũ x vậy cái này bình phương f sẽ bằng trừ e mũ x hai e mũ hai y, về hai mũ hai sơ hai sơ hai bình phương đây em mũ hai sơ nhân vào các bạn nhé thì ở đây các bạn khái triển ra và tính tích phân này. Tiếp tục chúng ta cần tính, tính tích phân này thì các bạn khái triển ra, Đấy. Cái khái triển ra sẽ bằng này. Để e mũ 2x này trừ đi 4e mũ 3x cộng 4e mũ 4x. Đấy. Vậy tích phân từ của f từ 0 đến 1 của d bằng cái này là e mũ 3x e mũ 2 x trên 2 này trừ đi 4 e mũ 3 x trên trên 3 cộng với e mũ 4 x trên 4 nhân 4 hết thì cần từ 0 đến 1 thì cần từ 0 đến 1 0 đến liên 2 các bạn nhé liên 2 liên 2 thay vào đây này thì ở đây các bạn tính ra sẽ kết quả là bằng 37 phần 320 các bạn tính ra nha Đấy. ở đây các bạn này nhớ là những e mũ 2 liên 2 là bằng 4 4 phần 2 này. trừ 4 phần 3 nhân với mà 3 2 bình phương là 8 2 lập phương là 8 cộng với bốn mũ hai bốn lên e mũ bốn lên hai bốn lên hai sẽ là là 16 sáu đó là thay linh hai thay không vào được về Và kết quả của chương này các bạn nhé các bạn nhớ như vậy thì đây là một cái bài về uh, nguyên hàm tính tích phân nhưng mà vấn đề ở đây là các bạn phải tìm được cái hàm số e đây, cái hàm số e đấy từ đây các em sẽ tìm được C bằng 2 nhá. Kết quả như thế này. Cuối cùng cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong dịp gần nhất.